xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của điện tử Hằng Nguyễn, địa chỉ tại chợ Sắt Hải Phòng. Trong clip của buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ ghép bộ giới thiệu đến các bạn, cũng như theo yêu cầu của một bác khách, đó là ghép một đôi Onkyo D77 với một con âm ly Sansui 607 LX Cha. Thì cái dòng Sansui 607 LX Cha này nó là dòng mặt gương màu đen, chạy điện 100V với công suất là 250W. Và dòng này thì nó rất vừa tiền và tiếng rất hay, đánh được rất nhiều dòng loa Nhật Mỹ. Còn cặp mà Onkyo D77 này thì nó là thuộc dòng phân khúc bass 31cm. Mình sẽ giới thiệu thông số kỹ thuật chi tiết của cặp Onkyo này, và sau đó thì sẽ test âm để cho bác khách hàng bác ấy nghe. Onkyo D77 được sử dụng một bass 31cm màng carbon, một chung 12 và một loa jack dome 2.5. Hình thức còn rất mới và đẹp. Và cái cặp mà Onkyo D77 này thì nó được phát hành vào năm 1986. Mặc dù ra đời rất là lâu rồi nhưng mà cái cặp loa này nó còn vẫn là rất là mới. Với công suất là 200W, trở kháng là 6 ohm, độ nhạy là 91 dB, có chiều rộng 38, chiều cao 67 và chiều sâu 35. Cân nặng là 26,5kg một chiếc. Cả đôi của nó là trên 50kg. Và cái cặp loa này thì nó được thiết kế thùng Bombay màu đen, và lỗ thoát hơi thì được thiết kế ở phía sau thùng. Đây, lỗ thoát hơi được thiết kế ở đây. Hàng bao đẹp góc cạnh cho các bạn. Còn chiếc âm ly Sansui này là công suất 250W, chạy điện 100V. Nó có mấy đường báo này, CD, tuner và đường line. Bạn là cắm đường nào thì bạn chuyển mạch đằng trước nhé. Cầu A thì đánh cho những dòng loa từ 4 đến 16 ohm, còn cầu B thì đánh cho dòng loa 8 ohm. Và cặp loa thì giá 12 triệu, còn chiếc âm ly Sansui này giá 9,2 triệu. Tuy nhiên các bạn có thể mua cả bộ hoặc mua rời cũng được. Bây giờ thì sẽ mở nhạc cho các bạn cùng nghe.
cái video của mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.